Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game ha. Thì nhìn vô là chắc các bạn cũng biết là hôm nay chúng ta chơi game gì đúng không? Nhìn vô là thấy liền. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con mu. MU ha. M chấm mu chứ không phải là MU ha. Con này thì hôm qua em có nghe vài bạn yêu cầu ha. Nhưng mà chả biết lấy nguồn từ đâu, hôm nay sáng ra thì đi lụm lặt thì nó có một con. Ok, mấy con này thì lên level cao nó mới cho mở. Ham mở con này ta. Đây, đặt tên ha. Game này là chúng ta có thâu, và thâu là thâu bằng tên nhân vật, nên là chúng ta sẽ đặt cái tên nhân vật lại ha. Chỉ chút vô trong đó là không có là ăn cũng ăn hành luôn đấy. Coi là tôi ok đi. Nó không cho ta. Khoan, ok, một. Sao vậy ta? Không lẽ giờ một con level 300 hả chị? Một con chuyển sinh ba mới lên được má, quên bà mẹ, lâu quá không chơi bị quên anh em, sorry. Ok, vô game nè, ở đậu phòng siêu văn rồi. Rồi cuối cùng nó cũng vô, hy vọng là bây giờ nó vô. Ok, có nhân vật rồi nè hả. Chắc là tạo nhân vật xong nó bị nít ra đấy. Hy vọng là ok, vô rồi. Ok, vô rồi. Má mừng vãi đái. Ok, ôi đù, má sao server toàn là VIP không vậy? Để coi làm cái nhiệm vụ đầu game nó có cái giống gì đây. Đục, nhiệm vụ đầu game cho nhiều đó anh em. Wow, 100 trứng luôn. Ok, ấy xếp luôn. Rồi rất là nhiều luôn, để cho nó cho hết đi rồi ấy ha. Điều 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 cho được 2 4 6 8 200 triệu. Ủa lòng 8 là đúng rồi. Wow, 200 triệu kim nguyên bảo khóa. Ok, phê rồi. Rồi cái này má không biết chuyển sinh nữa có ma băng không ta. Có cái yêu cầu ma băng âm, thường là chuyển sinh nó phải cái yêu cầu ma băng 4. Chuyển sinh được 4 nha anh em. Ok. Rồi rồi, vậy là phi chuyển sinh sinh 4. Này là vé gì ta? Vé gì mà thấy nó cho nhiều dữ à? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ đầu game thôi hả? Ok, đây. Hồi nãy thì 1, 2, 3, 4. Rồi cái này là số kim nguyên bảo phải không ta? Nó dịch mà nó dịch không được anh em à. Ok, đã add vô thành công nè hả? Được vô con á lên. Ok, đúng nó rồi. Đó, ok. Vậy là nó thêm một số 0 ở sau cho mình hả? Có không? Chữ gì vậy? Hôm nay ghi là nạp được không mà. Đấy. Rồi à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 tỷ mấy rồi đấy. Ok nha. Đồ má trời, trời, sao bán mẹ nó rồi. Một cái vé đó là cái vé hùng què gì. Ok, mất kết nối tại vì heo không qua cái nhiệm vụ đầu game luôn rồi. Chút nữa nó sẽ mất kết nối cho anh em xem. Rồi mất rồi đó. Rồi bây giờ hót ra vô lại là sẽ full nhiệm vụ ha.
Ok. À, là cái đó, cái viên đó là cắn vô là xong cái nhiệm vụ đầu game á nè. Rồi ok ha. Đấy, hoàn thành xong hết nhiệm vụ đầu rồi đó. Rồi, xong, chuyện là đơn giản vậy thôi. Đó, mặc đồ vô. Mặc đồ vô. Đó, cái bảng này à. Wow. Boss kìa. Giết nó đi, đúng rồi, giết nó đi. Giết nó đi. Ok, trong thời gian mà giết nó chúng ta đi lượn một vòng hả? Tại vì hồi nãy chúng ta mới nạp mà đúng không? Chúng ta sẽ có quà nạp nè. Đó. À không, cái này cái quần què gì hết, chúng phải quà nạp anh em à. À cái điểm nạp, điểm tích lũy nạp ha. Wow wow, ở đây có cái gì ngon không? À, có điểm tích lũy nạp vậy là chắc chắn là nó sẽ thay đổi dự phòng. Cái vé hồi nãy là để đổi mấy cái này nè. Chết bà chưa. Rồi hết vé rồi lấy quần què gì đâu mà đổi. Oh no. Ok ok, từ từ tính. Chúng ta có thể đổi bằng điểm ha. Để đó đi. Rồi cái này quà nạp nè. Phải không? Đó. Ok. Ủa sao ăn không được ta? Nãy ta mới nạp mà. À đây là quà tiêu ta. Quà nạp mà. Mình full VIP rồi. Đây. Full VIP rồi. Full VIP thì nhận đồ thôi. Full VIP thì nhận đồ thôi. Tiếc là bản này là bản Trung Quốc không có Việt hóa ha. Trời, cái này mà được bản Việt Nam nữa là thơm lừng lừng. Thơm lừng mùi mít luôn ha. Mít này chắc mít chuối nữ. Thơm. Anh em biết mà cái giọng mà mít chuối nữ là nó thơm lắm. Đó. Ok, thơm. Ngon đấy, ngon đấy. Nhìn là thấy khá ngon rồi hả? Ok, mát VIP rồi hả? Đi kiếm cái gì đó nâng lên chứ thấy cũng khá là yếu đuối nhỉ? Ok, hai. À, mấy cái này là mấy cái... Ok, ok, cái này cái gì đây? Cái này giống cái danh hiệu hả ta? Má cái bảng này bây giờ mu bây giờ nó chơi mới quá, nó ra nhiều thứ quá theo như là một đứa ngu vậy đi. Mở cái đó có cái gì vậy ta? Ok, ok, toàn tiếng Trung không hơi khó chơi hả? Ok, bây giờ đi kiếm chỗ. Mấy cái này quà gì vậy ta? Cái này đâu phải quà nạp. Hay là quà tiêu kim cương ta? Đồ quà nạp đầu nè. Wow, wow, wow. Cái này là quà nạp đầu nè. Được. À, cái này boss. Boss thế giới đồ này nọ hả? Ok, đi đánh con này không? Chưa tới giờ. Rồi đây quà nạp nè. Đó. Ok. Rồi quà nạp nè. Quà nạp nữa nè. Đó. Mời lem liền. Mời lem liền. Đây trời ơi. Một đống đồ luôn. Thời trang nè anh em. Thời trang vũ khí nè. Rồi dưới có thời trang gì nữa không? Ủa, sao thời trang vũ khí không vậy ta? Chân tay đầu đầu. Ok, ta nạp 1 tỷ mấy luôn mà. Nhưng mà cái này vẫn chưa nạp. Mẹ nó. Oh, lụm luôn rồi à. Ok, ok, được. Đấy, rồi à. Cái này phiên bản đổi đồ, đổi điếc gì đây nè. Cái này là chúng ta cần phải nghiên cứu lại cái bản này nữa. Cái này quà nạp mua rồi chưa có quà tiêu ha. Đây bảng xếp hạng nè nè. Đây hạng nhất nè, hạng nhất nè. Đồ. Wow wow wow. 2 4 6 8 đồ. 100 mấy chục triệu lực chiến. 2 4 6 7. Wow.
Rồi bấm vào đâu để coi hạn của nó ta? À thì hôm ghê không? Đây là hoạt động rồi. Thực chiến của chúng ta còn bé quá, con boss ăn hồi nãy giờ chưa xong luôn anh em. Thì ấy bỏ qua coi, giữ cái túi quà. Trong này quà nạp, quà gì tè le hộp me nè. Cái này quà gì đây? Nó sẽ có cái event để chúng ta ấy mà nó nằm ở đâu heo cũng chả biết nữa. Rồi bây giờ đi kiếm cái shop coi. Bà mẹ nó đang đánh ở ngoài này, không có lấy được cái shop. Cái shop nằm đâu ta? Thôi không đánh con này, nó đánh con này lâu quá. Đi vô để lấy cái shop ra để đi mua đồ. Nó méo có đồ mặc anh em ơi. Trời đủ má, gì đâu mà quá trời ngoài đó vậy. Rồi cái shop đây. Hên quá cái shop có bán đồ anh em à. Ôi vãi thật, cái shop nó có bán đồ, tưởng đâu nó không bán là ăn không mày rồi. Này bán đá đồ tùm lum hết ha. Mà không có bán trang bị rồi. Ôi rồi lượm ơi, nó không có bán trang bị rồi. Rồi vậy thì trang bị đồ quần áo nào nằm ở đâu? À đồ. À vô đây quay thì nó sẽ ra đồ. À đồ. Game nhiều người buôn bán trên này quá ha. Quá trời luôn kìa, mà bán ba cái đá này trong shop có mà. Chắc đi trend quái hay cái gì chật rương nè. Wow, cái bảng này mà có người bán ở trên chợ luôn thì kinh đấy. Vậy là có người chơi ha, xác định là có người chơi nè. Có người người ta mới bán đồ chứ không có ai chơi lấy gì bán đúng không? Ok, vậy là bản thâu đi vẫn có người chơi nha. Được, thế là được. Cái này cái gì đây? Ồ, cái chữ này là bán mà đúng không? Chết mẹ, hồi nãy giờ tao bán đồ không? Ok. Má không hiểu rành về tiếng Anh mà dễ lòng tiếng nha. Đây, bên này. Bấm bên này mới xài nè. Đó. Được cái ngoại trang cánh. Được. Cuối cùng thì chúng ta cũng có vài cái bộ đồ rồi đấy. Đây có thời trang nè ha. Bán rồi bấm nhầm cái chữ bán thì phải. Này là xài nè. Sử dụng nè. À. Ok. Đó, nâng đồ lên, nâng vũ khí lên, cộng 7, cộng 8, cộng 9, cộng 10. À mát đây chỉ có cộng 10 thôi hả? Ok. Đây, thời trang Noel ha. Đây. Đêm Noel. Ủa mà cái thời trang đêm Noel nó bị cái giống gì á? Gì đây, còn cái gì đây? Cái này dấu chân đúng không? Thường là dấu chân. Ủa, cái đó thời trang luôn hả? Đồ, à, thời trang cây kiếm thiên hà đó anh em. Này. Ok. Cầm cây cự kiếm này đi là thấy vuông. Quanh quanh liệt rồi hả? Mà quan trọng cái này cái gì đây? Ủa? Vẫn là một món nữa hả? Cái món này món gì ạ? À, đồ. Vẫn là một cây kiếm anh em. Wow, cây kiếm này cũng khá đẹp. Tiếp rồi. À, đây là thời trang. Nhưng mà thời trang nữa hả? Oh, mấy cây này bản Việt Nam có chưa ta? Wow. Ok. Đây đúng là một set rồng nè. Wow. Trang bị rồng đỏ mà mặc cái set rồng đỏ này vô cây kiếm rồng đỏ nữa là bá cháy con bò luôn. Á à, đù. Trời trời trời. Đó nè. Ủa, ở đây là cánh kiếm hồi nãy. Nó có cái okay. Ủa. À tao mới tháo ra rồi hả? Đâu rồi? Ok, để tí đi, ở đây còn mấy cái ngoài trang nữa nè. Cái này heo vô mặt thử nè.
Rồi. À ok, bây giờ nó đã vô rồi. Nó hơi lắc ha. Ủa cái cây này nó khác gì? À cây này khác, cây này khác cây kia. Đây cái cây đồng đỏ nè. Đó. Đâu, nhìn ngầu không? Má, con rồng cầm cái cây kiếm, gơi hồn không? Ok, mặc vô. Trời ơi. Dạ, ăn hồi nãy giờ nó hơi bị lắc nhỉ. Nè, đó. Ok, ok, bưởi ơi. Thơm, 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 nhưng mà không có ngoại trang quần áo ta. Thấy hơi buồn vì cái việc là chúng ta không có quần áo để mặc nè anh em. Cái này thì chắc anh em phải đi tìm thêm rồi ha. Hay là đi đổi ta. Ấy à, đủ cái chuyện rồi, bán nữa rồi. Má thiệt chứ. Anh em lấy cái vé đó anh em đi đổi đồ nha. Thiệt tình. Ok cái này anh em nào rành thì vào hướng dẫn cho những bạn khác ha. Cái này cũng được nè, bản này được nè. Việt hóa lòng. Cái này, ờ đúng rồi, cái này vào Việt hóa lần nữa là ngon. Thấy cũng được đấy. Đây 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 đây. Có anh bạn Trung Quốc chơi nè. Anh bạn Trung Quốc nè. Wow, bộ bộ đồ cộng 10 hả? À, bộ đồ thường à. Ok, cũng level 76, chắc là mới chơi như mình hả? Đây, bây giờ liều mình đi kiếm một con boss đánh đi. Đây, boss một ít. À đồ má, boss chua vậy. Boss đánh không chết luôn kìa anh em. Wow wow wow. Ok ok, khá là mặn rồi đó. À đồ. Cái này là trang bị hay cái gì vậy ta? Mua về mở coi. Điểm heo còn nhiều mà. Ok ok, không biết mấy bạn kia có được huy như mình không nhỉ? Đúng không? Mấy bạn kia mà cái như là các bạn hồi nãy chúng ta mới thấy đó mà không có được cái thâu như mình thì chơi mấy con này thì cho nó cũng gọi là chật vật đây. Mở ra cái gì đây? Túi VIP đồ, cái này mở ra được không? À, rương này mở ra thời trang anh em. Đồ thời trang cánh, thời trang cánh nha. Đây, ok, chúng ta sẽ lấy cái bộ này quá cho nó sặc sỡ. À, cái này vậy là chắc còn nhiều điều mà chúng ta đang phải cần phải khám phá nè hả? Ok. Đồ, cái rương đó là rương thời trang có quần áo luôn nè anh em ơi. Ok, ok. Được, 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 được. Đó, có một set cộng 10, 20 luôn. Ok nè, ok nè, best đồ đầy đủ luôn. Tôi nói, ủa sao tự nhiên không vô mà không có què gì hết sao chơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta đã có ha. Này. Ok ok, đó, xuất chiến luôn con. À giờ mới xuất chiến nè, đó. Rồi, giờ quan trọng là còn vũ khí, best. Ủa best, cái này không cần. Không cần. Cánh, cánh với thời trang nè anh em. Đó, quá trời luôn, quá trời luôn. Ok, chúng ta đã có quần áo mặc rồi. Thơm, được, được. Ủa mà cái túi hồi nãy là lấy đâu ta? Hay là đầu vô nó cho? Em nghĩ là đầu vô nó sẽ cho chứ đúng không? Hay là mình đi mua, hay là làm nhiệm vụ, hay là vô cái shop hồi nãy mua gì á. Hồi nãy cũng không có nhìn rõ nữa ha. Quên, quên để ý. Hay, ok ok, game heo yêu cầu nhiều bạn ha. Hôm qua thì có mấy ông là yêu cầu là anh heo làm mấy con kiếm con mu nào đó chơi ha. Ok, hôm nay chúng ta đã có con mu. Đó. Thôi lấy bộ đi biển đi, heo là thích cái bộ đi biển ha. Đây, đó, trời ơi. Đục má, nhưng mà bộ này để nó cộng lên nhìn nó sao sao ấy. Ok, nhưng thôi. Đây là dấu chân. Đó, dấu chân âm nhạc ha. Này là chắc mấy ông mà chơi game này thì cũng đã biết rồi. Chứ không cần mà phải giải thích gì thêm. Bây
Dấu chân này là dấu chân trực tuyến hay gì nè? À, một dấu chân què kèm. Một dấu chân này xấu nha. Lấy dấu chân bằng đi. Thấy dấu chân bằng đẹp nè. Này bét. Rồi cái này đường VIP nữa. À bét bét. À mở ra là ngoại trang hú cưỡi. À, à hú cưỡi luôn chứ không phải là ngoại trang nữa nha. Được được được. Ok ok. Nhưng mà trang bị cũng chưa mặc được ha. Hú hú cởi, ngoại trang hú cởi. Không biết cái này là cánh. Ngoại trang cánh ha. À, đó. Cánh bảy sắc cầu vồng đồ tùm lum hết. Mà cái này chưa full ngoại trang, nó còn một cái gì đó nữa nó full nữa ha. Rồi thì thôi, anh em nào có chơi thì tải về ha. Và nhắc lại là game này thâu bằng tên ha. Tên nhân vật đó, anh em tạo tên nhân vật làm sao mà dễ nhớ rồi bấm vào cái link thâu và thâu thôi hả. Đó rồi, còn lại thì anh em tìm hiểu thêm ha. Game này cũng thấy có vài anh em đang chơi như là Trung Quốc đó. Rồi thì anh em nào có chơi thì tải về, link ở dưới phần mô tả. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.